Thưa sư, những bài kinh Đức Phật dạy về bố thí là những bài kinh nào? Sư hướng dẫn quý vị một cái cách để quý vị tìm kiếm nè. Quý vị vào cái trang là Sutta Central ha. Đây. Đây. Đấy. Cái địa chỉ ha, sutacentro.net ha. Ở đây nè. Nó có cái kinh lúc tìm kiếm nè, thấy không? Nhấn vô. Nhấn vô. Nhấn vô. Đấy, ở cái khung sệt ha. Khung sệt ha, gõ bố thí. Nhớ cho vô ngoặc kép để nó ra chính xác. Đấy. Thì như vậy chúng ta sẽ có một loạt những cái bài kinh mà liên quan đến cái chuyện bố thí ha. Ấy, đó cũng là một cách để mà quý vị tra cái tài liệu. Đây ha, bố thí này ha, tăng chi ha, AN tăng chi. Đấy, tăng chi 6 pháp, tăng chi 7 pháp, rồi sang tham cái này tương ưng nè ha, rồi tăng chi 8 pháp nè ha. Rồi cái này hình như là cái trong tiểu bộ sư quên mất cái CB nó là cái gì rồi. Đấy, tăng chi ha. Đấy. Đủ hết, đấy, đủ hết. Tha hồ mà xem. Chứ còn bây giờ quý vị ngồi đó sư đâu có rảnh đâu mà sư ngồi sư liệt kê cho quý vị. Đấy, đủ hết ha. Đấy. Cứ tìm kiếm gõ tìm kiếm bố thí là nó ra.